Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Hôm nay thì em làm một video so sánh, một video rất là cũ mềm, so sánh hai chiếc gian gian XK3 Dixit và gian XK3 phiên bản nội địa. Đây là chiếc màu xám nâu xám này là phiên bản quốc tế các bác nhé, là XK3 Dixit, còn chiếc màu đen kia là gian XK3 phiên bản nội địa. Hai mẫu xe này thì nhìn sơ qua từ kiểu dáng khung này, thiết kế đùi đĩa xích níp yên tay nắm đều giống nhau 100%. Điều khác biệt lớn nhất giữa hai chiếc xe này đó là về thiết kế phanh. Đấy, hệ thống phanh của xe được thay đổi rất là khác. Đó là xe sử dụng dòng XK3. Đây là chiếc XK3 các bác nhá. Em làm qua cấu hình là XK3 sử dụng khung nhôm càng thép, bộ chuyển động Shimano Toley, níp Shimano 7 tầng níp, 3 tầng đĩa xích KMC. Phanh sử dụng phanh bóp má vành Techco các bác nhá. Đấy, phanh bóc má vành Techco. Ngoài ra thì tay đề Shimano, đấy. Còn sang cái dòng XK3 Dixit đấy thì thiết kế khung nhôm càng nhôm, bộ chuyển động Shimano Toley, và thay điểm đổi lớn nhất đó là sử dụng phanh đĩa. Thế thì khi em nói qua hai cấu hình thì các bác chắc biết được là hai dòng xe này khác nhau điều nào. Đó là dòng XK3 Dixit thì nâng cấp hơn dòng XK3, đó là sử dụng phanh đĩa Techco, và ngoài ra càng của xe sử dụng càng nhôm các bác nhá. Con này sử dụng càng nhôm, còn dòng XK3 nội địa sử dụng càng, đó là càng hợp kim thép. Hợp kim thép các bác nhìn hai càng rất là nhỏ này, hai con càng rất là nhỏ, sang càng thế rất là to. Ngoài ra cấu hình hai xe giống hệt nhau, thì khác nhau mỗi bộ phanh và càng. Ngoài ra dòng XK3 Dixit được nâng cấp hơn, đó là hệ thống dây của xe đều đi âm sườn các bác này. Dây xe đều đi âm sườn. Đấy, nó thay đổi lớn hơn, nó dây xe đi âm sườn. Còn dòng XK3 cơ bản thì dây xe đi ngoài. Dòng này sử dụng dây đi ngoài. Đấy. Đấy là 3 điểm để so sánh lớn nhất của hai dòng xe này. Còn ngoài ra thì hai xe vẫn hầu như là giống nhau về cấu hình. Còn nâng cấp hơn một tí nữa, đó là các bạn nhìn rõ hơn, đó là về cái may ơ. May ơ dòng này sử dụng bi bạc đạn loại to hơn, chớn hơn. Đây các bạn nhìn cái mặt quả may ơ này, to này. Sang quả may ơ này nhìn nó kiểu may ơ béo và may ơ nhỏ đấy. Đấy là hai dòng xe nó khác nhau như thế, là 4 điểm khác nhau lớn nhất giữa hai dòng xe. Những bạn nào mà muốn chiếc xe nào có thể alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317 để đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bác.